mà trên rộng thông báo, mà tóm thì tóm lại mà báo cáo là các anh nếu mà chui về cây đấy, chơi về gỗ đấy, anh cứ nhìn em livestream về cây này đấy, nước mà nó ngập lên ấy thì nó phải lên đến cái đốt giữa à. Ở nhà dựng ở cái đốt giữa này. À, còn dễ nó lòi ra con mẹ như là. Bây giờ em sẽ quay cảnh cái dòng sông mà gọi khi mà nước cạn nhé. Hôm nay nước đang cạn. Đấy, à, nó lộ ra toàn sỏi. Còn nước mà nó lên ấy thì anh nhìn cái bờ. À, anh em nhìn cái bờ nhà ấy thì anh em sẽ biết nước nó lên như nào. Tính là con sông này mà khi mà nước lên ấy chỉ rơi tầm khoảng độ chiều rộng là 180 mét đấy. Bờ sông bây giờ là thủy điện nhỏ ấy, thủy điện mà như cô một công an cô ấy bảo là thế có lắp thủy điện không ấy đấy, thì là thủy điện nước bây giờ nó chỉ có 40 phân thôi, 20 phân nước thôi. Nhưng ngày trước ấy nó là nhân 10 lần nữa, 40 mét nước nó lên tận cái nhà mà nó đỏ cái cả ấy, nước nó phải như thế. Bây giờ thủy điện toàn thủy điện, lúc nào cũng là thủy điện lắp vào, bây giờ dân không nước, dân đéo có cá. Bố vợ em là trước là mắc cái motor mà chạy thủy điện để phải làm điện lưới dân sinh ấy. Đấy là chẳng mất đồng kéo đâu. Thế nhưng mà khi mà nhà nước hỗ trợ đấy, mắc điện lưới ấy, cái tắt bụp mà lại phải mất tiền. Tuy là không đáng bao nhiêu nhưng mà đéo thu về ạ. Ho. Đây, nhìn này, bác nhìn này, nước nó lên tận cái chỗ cái nhà này đang ở này. Đấy, cái cây này là, đấy, đây là đồn biên phòng nhá. Cái đồn biên phòng nó phải xây ở trên tít con mẹ mù khơi. Đấy, nước nó gọi là tràn bờ đê. Đấy, nhìn thấy mép bờ bên kia chưa? Đấy là mép nước ấy. Ok. Đó, xài con mẹ nó rồi, về đây uống rượu nó xài mẹ rồi, quay chỉ được thế thôi. Thì cụ gần xuống bên dưới đi, mũi lại nặng thế. Em đứng được không? em đứng được là em đứng thôi. Nó để mà em bỏ, còn lâu em mới bỏ hả? Hôm nay là nước sông mà. Mình quay video này nhưng mà không livestream trực tiếp tại vì sao ở đây là nó không có sóng. Núi sóng nó yếu, mình đã quay lay video thôi.
về mà có wifi mình sẽ phát trực tiếp, là mình sẽ đăng lại. Bây giờ mình ở đây toàn núi rồi, video nó chất lượng nó không được tốt. Hôm nay là đi về lên thác à, lên thác chơi à, không phải đi làm hồ à. Có những cây cây sung cổ thụ mà nhiều quả lắm, thôi bây giờ đã xin thưa mọi người nhé, là khi mà làm thủy điện rồi ấy, cá lăng ở đấy ngày xưa nó là 7-10 cân mà bây giờ nó đéo được cân nào luôn, nó chỉ 7 lạng. Buồn nhất ở quê và em là cá giờ nó đéo to được 1 cân. Em xin phép là lúc đầu về em cũng định quay video nhiều lắm, nhưng mà lúc ấy còn đang tỉnh, như về nhà nó say mẹ rồi là quay video theo cái tình trạng là vừa say vừa quay, nên là mẹ mẹ ơi, anh em nào xem được thì xem, không xem được thì lượn. Vừa uống rượu từ trưa chiều tối đêm đến ngày hôm nay là từ sáng trưa chiều tối đêm mẹ rồi. Cậu cậu xử lý hết việc này. Thoại sẽ đăng lại cái clip này và cho em tìm điện thoại. Ôi đéo chơi trò đấy, ôi chơi cái trò đấy hàng ngu người thì cả vô này đấy, chơi cái kiểu này đéo được đâu, ướt hết bè rồi rồi. Còn cái gì các bạn ạ? Chẳng nhẽ mà quay mẹ chim hay mà rất toàn cùng quá rồi. Nhưng mà em quay để mọi người biết là cái khung cảnh mà đi thuyền sông của quê em nó tuyệt vời, và quê vợ em nó tuyệt vời.
trực tiếp cơ. Nhưng đi chuyến này là ở giữa cái dòng núi hai bên là núi và giữa là thác. Đây là thác Cam. Thác Cam. Phát trực tiếp thì chất lượng này nó không được tốt hơn là bằng mình quay video xong mà mình về nhà mình phát bằng wifi truyền tải. Giới thiệu với các bạn này đang đi lên thác thác Cam. Mam, tôi phá cha. Ở hè đi bộ. Hè. Qua hè cũng đi hè bộ. Đi bộ. Nè, mi hỏi mi bơ. Hứa đi đâu mi hỏi mi. Mi hỏi mi bơ. Qua đâu chưa tập nục. Muốn hỏi. Anh ăn để hỏi nước. Đâu hỏi nước cả mặt đi nhiều bơ. Mi làm hè. Mà thấy làm điều bao buồn bơ. Đi hẹn là bộ. Đã phải đó. Người nằm ở đây thì ngủ đó. Đi đổ. Mình còn nhiều cái video clip để quay cái đường lên chỗ thác Cam này nhưng mà mình chưa phát, lúc nào mình phát mình sẽ nói cho các bạn sau. Tóm lại là vừa say mà vừa quay nó cũng kéo được. Thuyền của mình lũ ở dưới dòng thác và trên có cái cây đó. Cây này gọi là cây súng ấy. Tí nữa mình sẽ quay cảnh núi bắt cá bống, cá suối ở trong khe. Vãi thật, đi tàu mà chưa say như này và đi thuyền say. Mà câu đến cả tá này. Kiều ơi. Kiều. Anh em ngồi đây mà câu cả tá cá này. Hai cái nụ xuống thật ạ. Chín nụ. Lấy dao rồi còn gì. Không được, không được.